Hôm nay thì mình sẽ học đó chính là học về cách truyền dữ liệu từ client lên server. Thì để cách truyền client lên server ấy, hôm nay chúng ta sẽ học về cách truyền dữ liệu từ client lên server nhé. Và nên nhớ một điều như này này, cách truyền này là cách truyền công khai, cách truyền dữ liệu từ client đến server nhé. Cách truyền này là cách truyền công khai. Tại sao gọi là công khai? Tại vì do công khai này tức là ai cũng có thể đọc được cái dữ liệu này truyền lên thì gọi là công khai nhé. Chúng ta sẽ có hai cách chính. Cách thứ nhất gọi là bạn làm, cái thứ hai gọi là query. Rồi đối với param nhé, param thì chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta sẽ không gửi HTML nữa mà chúng ta sẽ ở đây có 10 số 0 như này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái biến đại diện cho cái giá trị mình truyền lên. Ví dụ ở đây mình đại diện cho biến đấy là biến number, đây là cái tham số mình đại diện cho cái giá trị mình truyền lên nhé. Thì để lấy được giá trị này mình đơn giản read.json request.param cái main nhá, chấm tên biến mà mình vừa chuyển đại diện cho nó đây chỉ là thằng này, và nhớ là sử dụng dấu hai chấm đằng trước nhá. Rồi mình em start thôi. Rồi giờ mình chạy là gì, nó có hot 2.3000 và mình truyền một cái số lên đây, ví dụ chuyển số 6 lên nhỉ, thì nó sẽ in cho mình số 6. Thế thôi. Đấy cách truyền. Và là, còn ví dụ như mình muốn có một cái tham số thứ hai chẳng hạn. Thì mình để đây là number 2. Và mình sẽ có số long nha. Cho mọi người nhìn. Đó. Thì đơn giản là mình truyền là gì, ở đây mình là một số đầu tiên là số 6 này là đại diện cho biến number 1 này, còn number 2 này đại diện cho số thứ hai. Ví dụ mình truyền lên đây số 20 thì mọi người nhìn thấy số 20 và 6 không? Thế thôi, hết. Đây là một chữ nhá, ví dụ chữ hello chẳng hạn. Nhìn chữ hello chưa? Chúng ta ký cái gì nữa mà? Ok chưa? Ừ. Ừ đúng rồi, tên biến thôi mà. Có sao đâu. Mọi người ở đây được. Nhưng mọi người nhìn nha này. Ở đây mình có một cái gọi là tại sao mình truyền được cả chuỗi và cả số lên, thì mọi người nhìn thấy đây cái giá trị API của mình ý, nó nằm trong dấu gì? Trong dấu gì đây? Dấu gì đây? Dấu này dấu gì? Chuỗi. Đúng không? Thì giá trị của mình truyền lên luôn luôn là dạng chuỗi thôi. Mà chuỗi thì nhận giá trị nào cũng được mà. Cả chuỗi string hay number cũng được mà, đúng không? À. Đầu tiên nha, công đầu tiên, lỗi đầu tiên, ai dạy biến đặt tên biến là viết hoài này à. ai đã dạy đại dạy như thế này, mới gặp va đâu, khi mà khai báo một biến va đâu ừ? Va đâu nơi nhá. Được chưa? N. Rồi bài này thì các chú phải làm một động tác đó chính là convert từ dạng string sang dạng số. Tại vì sao? Tại sao viết nó string?
Nhìn thấy nó nằm trong dấu gì đây? Một kép thì luôn luôn nó là gì? String. Bây giờ mình làm sao mình convert một số string sang một số? S kiểu gì? Có rất nhiều cách. Nó có một cách mẹo mà các chú có thể dùng ở đây là các chú có thể để dấu cộng lên trước như thế này. Để như này thì nó hiểu đấy là string rồi, à là số rồi, convert từ string sang số thôi. Và khi chạy ấy, bỏ cái này ra nhá. Chạy ra thì nó sẽ bằng âm 1. Được chưa? Còn là cách thứ hai có thể dùng nó là gì? Không dùng dấu cộng này thì có thể dùng kiểu khác. Dùng number như thế này cũng được. Cái này phải tùy bài toán nhá, xem bài toán nó là cần số nguyên hay số thực. Được chưa? Còn đây là một số, nó chỉ còn vớt về số thôi. Chạy lại 8. Ủa tại sao bằng 8 ta? Number này. À, đây là 1. 1, 1. Đúng 1 không? À, 2 à? Bằng 1 nhá. Được chưa? Thì đây cũng là convert theo kiểu dạng sang số. Thì anh em muốn chọn cách nào chọn nhá. Cái thứ hai ấy, khi mà mọi người làm ở đây ấy, anh em đối với mọi người dùng email ấy, thì tốt nhất là mọi người cho thêm một cái từ khóa return ở trong đây. Và để thứ nhất ý, một request thì trả về mấy kết quả cho người dùng. 2, 1. Để nhớ được cái mô hình hôm qua mình dạy ấy, cứ nắm chắc cái đấy là được. Hiểu vấn đề không? Cái mô hình này nó chỉ mỗi thằng nó chỉ có một cái đường đi thôi mà. Thì kết quả người dùng server trả về cho người dùng nó chỉ là có một kết quả thôi. Tức là trả về một lần red.send thôi, red.json thôi. Nên do vậy là để return như này. Để tránh trường hợp ấy, nó có những câu lệnh ở ngoài cũng là red.json, nhớ này không, thì nó dừng luôn chương trình ở đây chứ không chạy nữa. Mình có thể, nếu mà mọi người ở đấy như mình nói hôm trước ấy, anh em nên có một cái thói quen ấy là hạn chế dùng email thôi, dùng if không ấy, cứ if không nhiều vào thì như thế người khác đọc code người ta sẽ hiểu được những cái đấy, những cái điều kiện khác nhau, chứ đừng để email, hiểu chưa? Trong email các chú để email được nhá, những email này bên trong là email nữa, thì khi người khác đọc code ấy nó sẽ khó luận ra được có bao nhiêu trường hợp tất cả, hiểu vấn đề không? Để cho return vào nhá, các ông nào mà không cho return vào lần sau tôi gặp lại cộng đừng trách. Rồi thì ở đây mình sẽ thứ hai nhá, đầu tiên là giờ mình cho một cái mảng như này, mảng này thì mọi người có thể để đâu cũng được nhá. Thì theo mọi người bài này mình sẽ để đâu? Không phải, không nên. Bài này, từ những cái mảng này thì mình sẽ luôn luôn là để dưới dạng gì? Biến này gọi là biến gì? Biến ba array này gọi là biến gì? Đúng rồi, biến global nhá. Thế là có thể sử dụng được tất cả ở trong cái file này. Và ở đây, mọi người cần lưu ý nha này. Nếu mà mình để hai cái API như thế này, lỗi này bắt buộc phải nhớ nhá. Lỗi chuẩn bị hiện thì ở đây mọi người bắt buộc phải nhớ nhá. Rồi, giờ theo mọi người nhá. Mình mà để như thế này thì khi mà mình gọi API ấy, thì mình chạy đọc không API như thế này. Tức là mình gọi API là localhost thuộc API như thế này, thì nó sẽ chạy vào thằng nào? Quyết tại sao chạy vào trên không? Không phải. Chả phải, chả liên quan. Biết tại sao nó này không? Nó không chạy được ấy, tại vì nó hiểu cái API này là biến number. Thì cái này phải truyền theo kiểu query không? Và cái giá trị này là đại diện cho một cái số mà mình truyền lên không? Thì cái API này cũng phải đại diện cho biến number không? Tại vì code nó chạy từ trên xuống dưới mà. Thì cái API này nó đại diện cho là biến number này, chứ nó không phải là cái giá trị number ở dưới đấy. Ừ. Thì làm sao để khắc phục được lỗi này? Không phải. Không phải. Điền à? Server còn comment thì về sau nó dùng kiểu gì? Để khắc phục lỗi này ấy, tất cả những cái thằng nào mà có sụp tên API này trước ấy, luôn luôn để đầu tiên.
Có những thằng nào mà để sau như này ấy, thì có phải là khi mà người dùng nó không vào thằng này thì nó vẫn vào nhà thằng này thôi, hiểu chưa, hiểu vấn đề chưa, hiểu không? Tức là nó sẽ đầu tiên là nó người dùng truy cập vào đường dẫn, một cái đường dẫn bất kỳ là hello chẳng hạn, mình có đường dẫn hello không? Không thì nó nhảy vào đấy. Còn nếu mà nó nhảy vào API đúng không, API có không, nó sẽ kiểm tra thằng API đầu tiên, thằng này có không, có thì nó vào thằng này, nó không phải tại thằng dưới nữa. Như là 2.5.3 5.4 á, thì nó vẫn theo thứ tự thì nó vẫn nhảy vào thằng này thôi. Thì khi người ta làm thì nên bắt buộc người ta phải có một cái tên đằng trước để cho nó phân biệt vào với nhau, hiểu vấn đề không? Thứ nhất ý, nó sẽ thằng API nó cho code, có phải là nó chạy từ trên xuống dưới không? Các ông đồng ý cái đấy chưa? Được chưa? Thì cái đầu tiên nó gõ một cái tên API bất kỳ. Nếu mà cái API này nó tồn tại, tức là nó là một cái tên bình thường, nó không phải là giá trị nhá, thì nó phải so sánh thằng có thằng tên trước, tức là thằng so sánh thằng đầu tiên trước xem nó có trùng với tên API hay không. Nếu mà trùng tên thì nó vào API đấy, còn không thì thôi nó sang API khác kiểm tra. Ừ, nhưng anh nếu mà anh muốn để như này, tại vì thằng này nó là giống với thằng này đúng không, thì anh phải cho thêm một cái nữa thằng tên đằng trước nữa, ví dụ là API chẳng hạn, thì thằng này là tên, còn thằng này là giá trị người dùng truyền lên, nên nó sẽ khác với thằng này nó chỉ là số không và giá trị người dùng truyền lên. Rồi bài này thì mình cần giá trị là gì? Name. Tại vì bia key của mình là key name mà. Ở đây thì mình xem là gì? Là name bằng gì? Chẳng gì? Cái sót bị hack. Câu nhờ có thói quen cho dấu chấm phẩy nhá. Câu nào chưa có thói quen dấu chấm phẩy thì bắt buộc phải có nhá. Ở đây thì mình sẽ làm gì? Vì đây là cái gì? Mảng đúng không? Thì làm sao để duyệt được tất cả các giá trị của mảng? Để ông for nhá. Thì đây mình có thể cho một cái biến let nhá, login bằng không bằng chu đi, bằng chu đi hoặc là bằng không cũng được. Thì đây mình xem check điều kiện là gì. Mình đầu tiên mình phải so sánh đúng không, mình phải so sánh cả name, tại vì đăng nhập mà, đăng nhập thì nó phải trùng cả username và tên đăng nhập và mật khẩu. Thì được, đầu tiên mình phải gọi là gì, array gì thứ gì y chấm nem bằng nem không bằng password là sai nhá, tại vì nó là hai kiểu giá liệu, kiểu dữ liệu khác nhau mà. Thì mình có thể là một là convert theo về là cùng string hoặc là cùng convert về dạng số, được chưa? Ở đây thì tại sao mình để dưới dạng số, thì tại vì mình cố tình để cho như thế để cho mọi người biết được cái lỗi này thôi, được chưa? Còn bình thường bắt gút ấy nó sẽ luôn luôn để dưới dạng là string nhá, nói này chưa, đội bắt gút luôn luôn để dạng string chứ không phải dạng số. Thế là mình để cố tình để cho mọi thế cho mọi người biết thôi, biết cái lỗi này thôi. Thì mọi người có thể convert thằng nào cũng được, anh em biết về convert về dưới dạng number hết rồi đúng không? Thì giờ mình xem giới thiệu cho mọi người về convert về dạng string nhá. Convert về string thì có rất nhiều cách. Có thể thêm string hoặc là mọi người học một cách đơn giản hơn là mọi người học cái gì rồi. Mọi cộng như này này. Đúng không? Thì một số cộng với vào này thì nó có thành ra chuỗi không? Đúng rồi, thì nó ra string.
đúng chưa? Hoặc cách thứ hai là mình dùng cái gì? Có thể dùng to string hoặc là dùng gì? Một cái hàm tên là string. Nghe rồi. Thì đây mình sẽ y login bằng gì? Ý thôi, ở ngoài thôi. Mình công cộng để cho biết cái y login này nó bằng bằng không hoặc bằng 1 cũng được tùy. Bạn đã đăng nhập đúng. Còn return cái còn lại là gì? Mục tiêu mai được xong rồi này, không phải có đăng xe. Sao này mở khẩu nhá. Chạy thử thôi. Chuộc API đúng không? Chuộc API, chuộc 1. Sao tài khoản là mật khẩu? Ủa, tại vì mật khẩu kia là số. Đây, mình convert nhầm. Không phải convert cái này. Không phải convert thằng này chứ. Cái số mà không không biết nhận ra nỗi sai gì cả. Em nhận ngoá từ đây dưới đi, em chửi em sai. Ừ. Thế anh chưa chắc kiến thức rồi. Bạn đã đăng nhập đúng, được chưa? Còn ví dụ như mình đăng nhập về tài khoản 2 chẳng hạn. Sao tài khoản là một cầu? Thế thôi. Thì number cũng được. Có anh có thể convert về một trong hai kiểu. Có thể convert về cùng số hoặc convert về cùng là string. Đấy là một trong những hai cách thôi. Cùng kiểu mới so sánh được 3 dấu bằng nhá. Mà trong Z thì người ta hay dùng 3 dấu bằng, không dùng 2 dấu bằng nhá. Rồi, giờ mình học query nhá. Ừ. Cái param chúng ta vừa gửi param đúng không? Vừa học param đúng không? Thì giờ chúng ta học một cái nữa gọi là query. Cái này vẫn buộc phải nhớ nhá. Về sau mọi người về chuyển kiểu dữ liệu lên server ấy, rất hay dùng cái này thôi. Query thì vừa nãy là mình có một cái API như này. Giờ mình sẽ làm như sau. Mình viết ở dưới đây nha, cho nó đỡ bị nhầm lẫn. Rồi ở đây thì mình sẽ có cái là gì? Mình vẫn có cái thằng này. Mình xóa vào hai thằng này đi. Mình để API không? Và mình lấy sụ. Mình không để API nữa. Mình sẽ API V1 nhé. Mình sẽ khai báo một cái biến như này, rest number nhé, bằng request chấm, mình dùng query mà, thì ở đây chấm query và đây là chấm number, thế thôi. Thì một câu hỏi đặt ra là cái number này mình lấy ở đâu đúng không? Rest chấm json number. Thì cái number này mình lấy ở đâu? Thì đây, mình chỉ cần có một cái biến như này, thì khi mà mình chạy localhost ấy, mình ghi là gì? Suộc API V1 suộc gì? Hỏi chấm number bằng 10. Thì cái này, cái kiểu này nó không cần phải có một khai báo một cái biến đại diện như này nữa, mà nó sẽ truyền trực tiếp trên đây. Miễn là cái key mà mình truyền lên đây này trùng với cái biến mà mình đã khai báo đây là xong, là nó sẽ lấy được giá trị. Thế thôi. Kiểu dữ liệu của nó trả về nó vẫn là để dưới dạng string nhá, string ấy. Về sau nha. Đến từ đây thì mình vẫn có thể gọi được API ở trong server này được nha, tại vì nhá, như mình nói vừa nãy là backend người ta sẽ không có giao diện để làm, do vậy người ta phải có những cái để test. Thì test kiểu gì thì người ta có đơn giản vào đây thôi, ghi là http sụp 2 chấm localhost, đúng rồi, tên cổng API V1 2 chấm number bằng 10. Bấm xem thử. Thì đây, mình nhìn thấy số 10 không?
xong chuẩn bị được một cái backkit tên là body và sơ express, nó cũng hỗ trợ truyền bí mật nhá, nhưng người ta sẽ hay dùng body và sơ hơn. Mọi người thấy uy tín không? Tận 15 triệu lượt tải. Mọi người bấm copy thôi, và mọi người bấm download thôi. Rồi, cho mình đợi cho tài nhá. Thì mình sẽ đọc qua cái ví dụ của nó. Như hôm trước mình nói là khi mà mình đọc một cái backkit bất kỳ, điều quan tâm của mình nó là gì? Điều quan tâm mình khi mà tải một backkit bất kỳ nó là gì? Nó là cái gì? Nó lừa tải. Lừa tải nhiều thì mới tải nhá. Lừa tải ít thì thôi nhá. Bỏ đi. Bỏ đi mà sớ. Ừ, xong rồi gì tứ cứ để cho nó tải. Còn những... còn API này là những cái thông số nhá, những cái thông số mà nó sẽ sử dụng ở trong cái backkit này, thì anh em có thể đọc qua về nó. Ok. Những cái này thì mình không đọc đâu, mệt lắm, về tự đọc nhá. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng luôn. Thì như mình nói, khi mọi người đọc một cái bất kỳ, mọi người đọc vào example của nó ấy, thì ở đây mình sẽ phân tích cái này nhá. Expand mình biết chưa? À, biết chưa? Và mình có hai file nào là file, hai file lạ, đó là hai cái này là hai cái lạ thôi, còn cái này nó chỉ là có cái gì test.env ấy, tức là nó cái cũng là trả về dữ liệu cho người dùng, thì cái này không tính nhá. Thì mình copy hai cái dòng này thôi, bước xuống đây, bước vào đây, và mình phải require body và serve vào, bằng require body. Cái này là file config để sử dụng body master thôi. Ừ. Giờ mình có... mình sẽ học cái tiếp theo, mình học một cái gọi là RESTful API. Cái RESTful này là cái gì? RESTful API này nhá. Nó là gì? Quy tắc. Quy tắc đặt tên API. Cái này chúng ta học tiếp theo là GraphQL API. Nó là quy tắc đặt tên. Mà đã là quy tắc đặt tên thì phải nó quy tắc chung. Cấm ông nào biến tấu. Được chưa? Và nó là cái này ấy, nó là quy tắc, nên do vậy khi mà lập trình viên khác, người khác đọc ấy, người ta sẽ hiểu đấy là viết về cái gì. Được chưa? Và cái này là quy tắc đặt tên API, tức là khi mà nhìn vào cái tên đấy và chúng ta sẽ biết được là cái API này có tác dụng gì. Hiểu chưa? Thì ở đây mọi người cần quan trọng đến khi mà chúng ta cấu hình một cái API là chúng ta sẽ gồm hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thằng get. Thằng này được gọi là method, còn thằng này được gọi là tên API. Được chưa? Thì một cái API nó sẽ gồm hai thành phần như thế nhá. Thì đầu tiên với thằng method. Method này thì mình sẽ có các method sau. Thực chất ấy, nó sẽ có 5 method chính. Nhưng ở đây mình sẽ học 4 cái thôi. Tại vì có một cái nó sẽ tương tự với một cái còn lại. Nên mình học 4 cái nha. Đầu tiên là method get. Put. Put. Delete. Ngoài thằng put này ra thì mình còn một cái nữa gọi là patch. Hai cái này đều liên quan đến cập nhật, nhưng một cái là cập nhật một trường, còn một cái là cập nhật toàn bộ cái dữ liệu bên trong một cái trường nào đấy, với mảng hoặc một cái object. Thì mình từ từ mình sẽ dùng put nhé. Một cái patch này thì mình sẽ để sau nhé. Rồi, thì khi mà mình nhìn vào cái get ấy, thì người ta sẽ biết được ngay đấy là thằng dùng để hiển thị dữ liệu, hiển thị ra dữ liệu hoặc giao diện. Và thằng post ấy, nó là nhận dữ liệu từ người dùng. Thì nhận dữ liệu người dùng ở đây ấy, thì mình sẽ có hai cái. Ba, đây nhá, từ từ mọi người để ý lên đây trước này. Mình sẽ giúp mọi người phân biệt nhá. Ba thằng cuối này. Ba thằng cuối nhá, đều nhận dữ liệu từ người dùng. Được chưa? Đều có thể nhận dữ liệu từ người dùng. Còn riêng thằng get ấy, không thể nhận dữ liệu từ người dùng nhá. Get ấy, không nhận
dữ liệu từ người dùng. Được chưa? Thì mọi người phân biệt được ba thằng này chưa? Một thằng là hiển thị, tức là thằng này chỉ có chức năng hiển thị thôi, không có chức năng gì là ấy cả. Rồi, ba thằng này đều là nhận dữ liệu từ người dùng đúng không? Thì thằng này là nhận dữ liệu để làm gì? Để cập nhật theo một trường, theo một điều kiện. Còn thằng này ấy, là xóa giá trị theo một điều kiện. Cập nhật theo một điều kiện nhé. Còn cái post này ấy, cái post này dùng để các trường hợp còn lại. Trường hợp còn lại, ví dụ là thêm mới tài khoản này, hoặc là đơn giản là chỉ nhận dữ liệu thôi. Ví dụ như lúc đăng nhập ấy, đăng nhập ấy thì mình cũng dùng method post. Hoặc là thêm mới thì mình cũng là nhận nhận đấy, nhận dữ liệu. Hoặc là kiểm tra cái dữ liệu là nó có tồn tại trong một cái mảng hay không thì mình cũng là dùng post. Nói chung là tất cả các trường hợp nào còn lại mà mình muốn nhận giá trị từ người dùng mà nó không phải là cập nhật hoặc là xóa thì nó sẽ nhảy vào post. Được chưa? Còn thằng patch này nó là cập nhật, nó cũng là cập nhật nhưng là cập nhật một trường trong một object thôi. Còn thằng put này là cập nhật toàn bộ, nhưng ở đây mình sẽ cập nhật dùng cái, mọi người nên nhớ là mình dùng put thôi nhé. Được chưa? Ví dụ ở đây mình có tên API, tiếp theo là tên API. Ở đây thì mình sẽ ví dụ như mình làm việc với một cái mảng, mảng đấy tên là mảng user đi, mảng tên là user nhá. Thì về sau mọi người học một cái mảng ấy thì người ta cái tên này thường thường là sẽ bắt đầu theo cái bảng, bảng database mà mình làm, nhưng mình chưa học database thì do vậy mình ví dụ như ở đây mình là một cái mảng user. Thì khi mà mình đặt tên API ấy thì mình sẽ có 5 cái tên như sau. Đầu tiên là get user. Rồi cái này gọi là gì? Cái này có tác dụng là hiển thị toàn bộ dữ liệu có trong array user. Còn cái này hiển thị chi tiết một dữ liệu trong user, trong mảng user. Cái này có thể là giá trị thứ nhất này, 0,1, 0,2, 0,3 gì đấy, chấm chấm chấm. Tức là một cái chi tiết cụ thể một cái. Hiểu đây không? Còn cái này là post là gì? Post là như mình nói, nó là các trường hợp mà nó có thể là thêm mới, thường thường là thêm mới. Hoặc là đăng nhập ý. Lúc đăng nhập thì mình cần nhận dữ liệu từ người dùng đúng không? Để kiểm tra xem cái dữ liệu này nó tồn tại hay không. Hay nói chính xác hơn là kiểm tra tính chính xác của dữ liệu. Cái này thêm mới một giá trị vào trong mảng array user. Biết mảng array ở đâu không đấy? Ở đây nhá, ở chỗ này nhá. Có nghĩa là cập nhật giá trị một bản ghi trong array. Một bản ghi tức là bản ghi thứ 1 hoặc là bản ghi thứ 0 hoặc là bản ghi thứ 2 ấy. Nếu mà nó là object thì cái này cũng thế, cái này xóa. Hết. Đây mình nói này, thứ nhất ấy, một cái bảng bình thường ấy nó sẽ gồm là có thể là 5 cái này
Nhưng cái năm cái này nó là năm cái cơ bản nhất của một user, của một mảng. Năm cái cơ bản nhất nhá, mình có thể nhiều có nhiều hơn hoặc là không có đầy đủ cái này. Hiểu không? Được không? Tức là mình có thể là có ba cái hoặc là chỉ đơn giản là có một cái thôi. Đấy tùy yêu cầu của bài toán. Chứ không phải là lúc nào cũng đầy đủ năm cái này. Và nó có thể nhiều hơn. Hiểu vấn đề chưa? Có thể ít hơn hoặc có thể nhiều hơn, nhưng cái này năm cái này là năm cái cơ bản nhất của một mảng. Được chưa? Và nhá, thằng này nhá, không thể thử trực tiếp trên browser. Tức là mình không thể test logic của thằng post, put và edit ở trên user được, mà chỉ có method get thôi mới có dùng được test trực tiếp ở trên browser này. Đó là tại sao mọi người cần phải sử dụng là comment để test những cái logic của những cái method còn lại. Rồi, cái ID này nhá. Cái ID này không phải lúc nào cũng là ID đâu nhá. Nó có thể là một cái trường nào đấy, nhưng cái trường đấy phải là duy nhất trong một cái mảng array, một trong mảng array. Đấy, ví dụ như đây. Mọi người bao giờ gặp thấy tên đăng nhập, mọi người trùng trùng tên đăng nhập bao giờ chưa? Chưa đúng không? Nó chỉ trùng mật khẩu thôi. Nên do vậy mọi người có thể ở đây là check theo name cũng được. Không nhất thiết phải check theo ID, có thể thay ở đây bằng name. Hiểu không? Miễn là cái đấy là duy nhất. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Miễn là nó duy nhất, chứ password có bao giờ mọi người thấy password có bao giờ trùng nhau không? Password không bao giờ trùng nhau. Ông password trùng nhau, còn tên đăng nhập không bao giờ trùng nhau. Được chưa? Nên do vậy cái ID này có thể là cái gì đấy nó duy nhất là được. Được chưa? Còn mọi người đọc cái này thì mọi người không hiểu cái nào không? Bản ghi chính là mọi ví dụ như một cái giá trị này, này thì được gọi là một bản ghi. Một cái object bên trong một cái array thì được gọi là một bản ghi. Post post hay post post đây gì? Miễn là nó không phải thuộc hai cái này mà nó nhận được dữ liệu từ người dùng thì là vào post. Còn thêm trường hợp nào nữa thì mình tạm thời mình chưa nhớ ra. Thế thôi, nói thật đùa thế thôi, mình mới học, mình mới chỉ làm được những cái này, ví dụ kiểm tra tính chính xác hoặc là thêm mới thôi. Nói thế thôi chứ đúng mà, thế này là đủ rồi. Có thể đấy thấy đây là mình ấy, mình nhìn thấy thằng user này không? Mình nhìn thấy thằng user này không? Tại sao mình đặt tên API là trùng nhau như này? Tại sao anh không thắc mắc? Như như vừa nãy em trước mình nói nó là gì? Mỗi một server thì chỉ có một API tồn tại. Một API phải tồn tại với cái tên duy nhất. Tên duy nhất. Chứ có thể nhiều có nhiều API nhưng cái tên này phải tên duy nhất. Thì tại sao thằng này nó vẫn để trùng được? Đúng rồi, nó khác phương thức. Nó cùng tên nhưng khác phương thức. Thì nó vẫn đến khác nhau. Thằng này, thằng đầu tiên với thằng post này nó khác method gì? Nó cùng tên nhưng khác method gì? Hai method khác nhau. Được chưa? Thì nó dẫn đến khác nhau. Rồi, giờ mình ví dụ nhá. Mọi người nhớ là thằng config này này, config cái body này là nhớ phải để ở trên đầu tiên nhá, trước những API nhá. Tại vì mình nhận dữ liệu từ người dùng truyền lên mà. Được chưa? Thì vẫn phải để chưa, tức là phải để config trước khi mình xây dựng API. Thì ví dụ ở đây mình cho một cái method post, mình đặt tên là user. Mình cho một cái function. Thì khi mà nhìn cái function này thì mọi người hiểu đấy là gì? Để mọi người nhìn vào API thì mọi người biết API dùng làm gì? Thử đoán xem. Không phải. Thêm mới. Thêm mới. Thì mình làm chức năng thêm mới một phần tử vào trong array nhá. Thì ví dụ ở đây là mình nhận dữ liệu từ người dùng, và để nhận dữ liệu từ người dùng ấy thì mình có hai thuộc tính, cần hai
mình cần mấy giá trị ở đây nhá. Cái mảng này, cái object cấu hình từ mấy thứ tính. Hai, thì mình cần phải giá trị từ mấy người dùng, cần giá trị từ mấy giá trị từ người dùng. Hai, đúng không? Thì mình đến là gì? request.body.name. Cái này chính là body, chính là lấy giá trị từ người dùng chuyển lên, chuyển ngầm, hay là có cách hơn, khác hơn là chuyển bí mật đấy, được chưa? Và password bằng request.body.password. Thì mình sẽ construct thử thằng request.body nhá, xem nó là cái gì. Và khi mà nhận xong rồi thì mình làm sao để thêm mới một phần tử vào mảng array gì? Chấm unship. Mình không thích bot đấy, mình unship được không? Thì thứ nhất ý, thằng mảng này nó nhận dữ liệu kiểu dữ liệu, một tham số của nó nhận dữ liệu là kiểu giá trị là gì? Object. Thì mình phải tạo ra một cái object mới tên là obj, với key đầu tiên là gì? Hai chấm gì? Và gì? Password. Hai chấm password. Và mình chuyển gì vào đây? Chuyển vào đây là xong. Chuyển vào đây là obj. Name này là cái gì? Thuộc tính là key thôi, nói chung với thằng ở trong đây là được. Còn thằng này là gì? Nên giá trị người dùng nhập vào. Thì khi mình thêm xong rồi thì mình làm gì? Mình nhìn ra một cái thông báo thêm mới thành công. Và mình chọn ở đây là gì? Mình bấm vào đây nhá. Có một cách, một cái mẹo cho mọi người nhá. Khi mọi người làm về API này nhỉ, thì mọi người không nên là sửa luôn cái API ở get đây. Mọi người giữ nguyên cái get để khi mà người dùng thêm vào ấy. Tại vì mình đang lưu giá trị là dưới biến nhá. Mọi người, mình nói lại một lần nữa này. Mình đang lưu giá trị là ở dưới dạng là biến. Do vậy khi mà restart server nó sẽ mất. Do vậy là để mọi người kiểm tra được cái tính là mọi người đã cho vào giá trị đúng hay sai chứ ấy, mọi người để nguyên một cái tab get, tab hiển thị ra ấy. Được chưa? Rồi mọi người cho cái thêm mới thì mọi người thêm một cái API khác. Và mọi người chọn method ở đây, method gì? Code. Và mọi người nhập vào tên API đấy thôi. Ừ. Và sửa cái này, bỏ cái này đi. Và sửa đây thành gì? User. Và mình làm sao mình nhận được dữ liệu từ người dùng thì mọi người bấm vào tab body, chọn thằng này. Và mọi người nhập key thôi. Cái key này chính là cái mọi người để đây này, chính là cái này này. Mọi người chuyển đây vào name. Name ở đây là gì? Ví dụ mình truyền là ha 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 bắt guốt và nó một bấm xem thêm mới thành công. Giờ mình tạo ra một cái API hiển thị toàn bộ nhá. Mình sửa đây là gì? Mình thật ghét. Và mình sẽ viết gì trong đây? Xem mọi người mình viết gì trong đây. Let.json cái gì? Array. Tại vì khi nhìn vào trong cái API này thì mình hiểu nó là gì? Hiểu nó là gì? Hiển thị toàn bộ dữ liệu trong user. Và mình coi cái array là user đi. Được chưa? Thì giờ mình sẽ sửa đây là gì? User. Được nhá. Giờ mình inline user thì mọi người theo mọi người là mình có thằng giá trị mình vừa thêm ở đây vào không? Không nhá. Tại vì mình vừa restart server rồi, mình dùng nốt mod mà, thì mình sửa code ấy, nó sẽ mất, nó sẽ chạy lại server, thì dữ liệu đấy nó sẽ mất, dữ liệu lưu trên biến nó sẽ mất, được chưa? Tức là mình còn xem, lúc này thì nó sẽ ra một cái mảng ba giá trị, không có thằng ha ha mình vừa thêm. Rồi giờ bấm lại thằng này, thêm mới nhá, rồi bấm lại vào đây kiểm tra, lúc này nó có chưa? Có chưa? Thế thôi. Mình làm sao để mình in ra được một cái giá trị của một bản key, tức là một cái object này theo điều kiện là name, key bằng name. Dùng gì? Mọi người có thể dùng cái gì mọi người đã học rồi? Mọi người học cái này rồi. Không phải. Dùng cái gì? Dùng vòng for.
Vòng for điều kiện là gì? Vòng for là gì? Vòng for điều kiện là gì? Điều kiện là... điều kiện trong if ấy. Điều kiện trong if ở trong for ấy. Array chấm array thứ y chấm name bằng bằng name. Và trong array, trong cái if đấy thì mình trả về gì? Không phải. Trả về cái gì? Trả về array thứ y. Tại vì mình đang muốn là tất chi tiết một bản ghi cơ mà, là tất cả một cái mảng này cơ mà, một cái object này cơ mà, thì có phải là object của mình là array thứ y không? Thì mình đơn giản trong if mình xem là gì? Trả về mảng là được. Hoặc cách thứ hai mọi người dùng cái gì? Dễ hơn. Học rồi. Học filter chưa? Chữa. Học filter chưa? Học filter chưa? Em chưa. Em không mình là chưa. Học chưa? Anh em học chưa? Huy học chưa? Thắng học chưa? Filter. Lọc ấy. Ừ. Filter. Gì? Filler, filler nó khác. Filter, filter thì một ngày dễ hơn. Rồi. Tiếp theo là về post. Mình gợi ý thôi nhá, về mọi người có thể tự làm nhá. Hoặc là có thể làm luôn ở đây được nếu mà anh em nào chưa muốn về. Rồi, thì giờ mình cập nhật như này. Thì giờ mình làm sao mình cập nhật nhỉ? Cập nhật thì dùng cái gì? Dùng cái gì, logic gì ở trong này để cập nhật một giá trị trong một mảng? Hai chấm name nhá. Ở đây mình vẫn sửa lại hai chấm name nhá. Giờ mình muốn đổi mật khẩu của một bản ghi theo name. Giờ mình truyền name lên và mình muốn thay đổi mật khẩu của thằng đấy. Có phải khai báo một biến mới? Tính năng của gì? Thì đơn giản là mình vẫn chạy vòng for thôi. Điều kiện là gì? Điều kiện là gì? Điều kiện là gì? Điều kiện của vòng for ở trong if là gì? À, vòng if ở trong for là gì? If ở trong for là gì? Đơn giản là gì? If array thứ y chấm name bằng bằng name request chấm 35 chấm name ấy. Và gì? Và trong vòng if thì mình sẽ thực xử lý logic gì? Xử lý logic gì? Xử lý logic gì? Xử lý logic gì? Thế làm sao để thay đổi một giá trị của một object? Không phải, gọi array thứ y chấm bắt word bằng giá trị mới mà mình muốn cập nhật. Thế là xong. Còn xóa. Còn xóa thì mình biết kiểu gì? Xóa thì mình dùng logic gì? Ừ, delete. Ở đây mình thân là delete. Rồi làm sao để xóa một phần tử? Xóa một phần tử trong mảng. Không, có thể dùng vòng for hoặc là dùng cái gì? Hoặc là dùng cái gì? Không. Dùng cái gì? Cái mình vừa nói xong. Dùng filter. Filter có phải là lọc một mảng theo điều kiện không? Ừ, thì một mảng mới thì mình có sao đâu. Có sao đâu? Có sao không? Không đúng không? Thì mình gắn cái mảng mới thành vào cái mảng cũ là được. Thì có phải nó ra được cái mảng mà mình muốn không? Rồi anh em mới làm đi, 15 phút nữa về.